nay thì mình sẽ ăn thực đơn, đó là ăn set menu gồm có 5 món và phục vụ tại bàn từng món một. Tối nay thì là sẽ ăn buffet thì có sẽ nhiều sự lựa chọn hơn. Chúc hai anh có bữa trưa thật là ngon miệng ạ. Cảm ơn em. Anh vừa giới thiệu lại ấy, tôi đang tìm hiểu xong rồi nhỉ. Ok. Cú lệnh làm tách cà phê. Ở đây là cà phê Nguyễn Hữu, tự động, tự lấy. Cà phê. Cảm ơn các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ ăn món súp, nhưng mà sẽ ăn kèm với bánh mì này. Bánh mì này các bạn có thể ăn với bơ này. Rồi chúng ta sẽ mổ nó ra này các bạn. Đã cắt cái bánh mì ra, bỏ bơ vào trong. Nếu bạn thích ăn bơ, bạn ăn bơ nhé. Cảm ơn em. Ok, cảm ơn em. Ăn súp nha các bạn. Đây là món đầu tiên. Món này là món súp gà. Súp ngô gà các bạn. Ok. Mình ăn với bánh mì, vừa ăn súp, vừa hút súp, vừa ăn với bánh mì. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ ăn món salad đu đủ, ăn kèm với nem rán cá ngừ. À, kém rồi. Các bạn có thể ăn bằng nhẽ hoặc là ăn bằng đũa để các bạn có đây. Okay. Ok, và mình vừa đi ăn trưa về các bạn ạ. Ăn trưa xong mới có thời gian view cái này đây, và mình giới thiệu với các bạn cái lịch trình 2 ngày ở trên Vịnh Hạ Long nha các bạn. Đây là, cụ thể đây là Vịnh Lan Hạ các bạn. Thì các bạn biết đấy, Vịnh Lan Hạ là một nó ở phía nam của cái Vịnh Hạ Long các bạn. Và chúng ta cùng xem 2 ngày này chúng ta sẽ làm gì nhá. Sau khi ăn trưa xong thì sẽ chèo thuyền kayak và đi bơi. Sau khi đó thì tham gia hoạt động ở thuyền, bao gồm là sẽ học cách nấu nướng đó ở trên thuyền này. Sau đó thì đến tối rồi thì khoảng chừng tối thì chúng ta sẽ dùng bữa tối trên tàu, và sau đó là chúng ta sẽ có cái khoảng thời gian để nghe nhạc này, câu mực này, xem phim, rồi đi xem phim ở đây nha. Thì và sau đó là đến khoảng 10 đến 11 giờ tối ấy, thì các cái chương trình kết thúc, thì đó là thời gian free time cho mọi người, và chúng ta có thể ngắm toàn bộ Vịnh Hạ Long vào buổi đêm, nơi đó có các con tàu trên đó ha các bạn. Ok, và tiếp tục này là sau đó chúng ta đi ngủ. Như các bạn đang nhìn thấy đây, các bạn thấy không? Đó, thì bên kia có rất nhiều con tàu rồi các bạn. Đây, mình cho các bạn xem này. Đây, đó, các bạn nhìn kìa, rất nhiều con tàu đang đi cùng với chúng ta. Kia cũng là một chiếc ERA kìa, ERA Cruise, được các bạn. Ok, và bên kia cũng vậy kìa các bạn, đó các bạn thấy không? Rất nhiều chiếc tàu đang là đi ra ở từ đây các bạn nha. Và đây là ở cái Vịnh Lăng Hạ, nó rất là đẹp các bạn ạ. Đây, cảnh núi rừng hùng vĩ luôn các bạn. Và các bạn biết không là đi trên thuyền như này, các bạn có thể, đây mình ngồi ở đây mà mình cảm giác không có gì gọi là nhập đình hết á, rất là êm ái. Và thậm chí mình còn không nghe thấy tiếng động cơ nữa các bạn. Ok, ví dụ mình có thể nghỉ ngơi, mình có thể nằm đây và vừa nằm nghỉ ngơi. Đó, mình vừa nằm như thế này và mình vừa được ngắm cảnh xung quanh của vịnh. Rất là tuyệt vời và một cảm giác là rất là thư thái. Và bây giờ chúng ta sẽ mình sẽ review cho các bạn xem cái sân deck nha các bạn. Đây là cái ở trên cùng của tàu các bạn. Đó. Thì bằng đây trước mắt của chúng ta này các bạn thấy một cái không gian rất là rộng các bạn ạ. Thì chúng ta đi về phía thế này là cái đầu tàu nhé các bạn. Các bạn nhìn này. Đây có các cái ghế này. Đó, để chúng ta có thể buổi chiều hoặc buổi sáng chúng ta có thể nằm thoáng mát ra. Đó, và chống biển cho các bạn. Đấy, chúng ở đây nếu mà có một gọi là gì, cốc tai à, nếu mà có một ly cốc tai được ngồi đây ngắm biển thì còn gì là bằng, đúng không các bạn?
OK, và ở đây chúng ta có thể đứng đây chúng ta có thể nhìn toàn cảnh tàu của chúng ta các bạn ạ. OK, rất là đẹp nha các bạn ạ. Và ở đây gió rất là mát nha các bạn. Đây là con tàu nó rất là rộng các bạn. Đó, đây các bạn nhìn coi chiều rộng của nó rất là rộng như này. Và chúng ta đang đi nè. Ở đây có thể tổ chức cả một đám cưới, tổ chức cả một đám cưới lớn. Một con tàu như thế này ấy, có thể chứa, nếu mà tổ chức đám cưới có thể chứa khoảng 200 đến 250 người thoải mái nha các bạn. 250 người thoải mái nha các bạn. Tuy nhiên là đi cái việc mà ngủ trên tàu ấy, thì chúng ta chỉ đủ được 44 người thôi. Tại vì ở đây nó chỉ có khoảng mười mấy 20 cabin thôi, tức là bao nhiêu phòng đấy. Tại vì ngủ trên tàu thì bò đòi hỏi cái an toàn cao hơn. Nhưng mà khi mà chúng ta tổ chức đám cưới các bạn thì chúng ta có thể có là 250 người ở trên đây thoải mái luôn các bạn. Và các bạn nhìn coi cái sân đằng sau này các bạn, sân đằng sau rất là rộng, chúng ta có thể nướng được này, tổ chức nướng niếc ở đây được luôn, chơi vui chơi nhảy múa ở đây thoải mái đây các bạn nhé. Ở đây này có thêm 3 cái ghế nữa để cho chúng ta đây, các bạn coi này, ở đây có 3 cái giường để chúng ta nằm này, đó để nhìn, đó, thư giãn các bạn. Rồi, ở đây có thêm mấy cái ghế này, chúng ta có thể, hoặc là chúng ta có thể ngồi ghế này. Đây, ghế nhún này các chị em rất là thích này các bạn, nhún này. Và bây giờ chúng ta sẽ bay flycam, mình sẽ review chi tiết cho các bạn và chúng ta cùng ngắm xem là phía trên xung quanh con tàu chúng ta có hoạt động như thế nào nhé các bạn. Và đây các bạn xung quanh các bạn có thể thấy một số con tàu, còn một số con tàu khác đang ở bên cạnh các bạn. Góc kia có một con tàu nữa các bạn này, góc kia cũng vậy. Đấy, đây này các bạn này, đây cũng là một con tàu nữa này, đây các bạn thấy không? Đó, rất nhiều con tàu nha. Bây giờ chúng ta đây kia kìa, các hoạt động kayak kìa các bạn. Đó, người ta đã chèo cả. Bây giờ chúng ta sẽ đi xem nhé, đi xem và tham quan, và chúng ta mình sẽ review cho các bạn nhé. Các bạn đừng rời khỏi màn hình nhé, bởi vì bây giờ chúng ta sẽ đi ngay bây giờ và các bạn sẽ xem ngay cái khung cảnh ở khu xung quanh này nhé các bạn. Và đây là mình lan hạ nha các bạn. OK. Và ngay bây giờ tôi sẽ không để các bạn chờ lâu, là chúng ta sẽ đi tham quan toàn cảnh con tàu Era Cruise này cũng như các hoạt động đang được diễn ra nhé các bạn. Hiện tại đang diễn ra các hoạt động về kayak, tức là chèo thuyền kayak và bơi ở dưới biển các bạn. OK, và bây giờ chúng ta sẽ hay go take off lên nào. The home point has been updated, please check it on the map. OK, và các bạn đang thấy là đây là con tàu của chúng ta các bạn, và tôi sẽ nâng độ cao lên là 25m nha. Và vừa nâng độ cao và vừa lùi ra xa. Đó, đây là toàn bộ con tàu của chúng ta các bạn ạ. Đó, và tôi muốn các bạn sẽ xem con tàu này nhé các bạn. Đó, cùng tôi xem con tàu này. Đó, tôi sẽ nâng cao lên một chút xíu. Đó, và hiện tại thì đang diễn ra hoạt động bơi thuyền kayak ở đây các bạn này. Đó, các bạn thấy không ạ? Và chúng ta sẽ bay qua bên hông của con tàu nhé các bạn. OK, lùi ra xa một tí nữa thì chúng ta sẽ có một cái nhìn nó tốt hơn nha các bạn. OK, đây là con tàu Era Cruise này các bạn. OK, hạ xuống thấp tí nữa 25m thôi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi nào, di chuyển nào. Đó, các bạn có thể thấy rõ ràng Era Cruise nhá. Và các bạn đang thấy là mọi người đang là bơi ở đây, và hiện tại thì mọi người đang chèo thuyền kayak các bạn, tham gia các hoạt động là chèo thuyền kayak ở trên cái tàu. Rất là hay các bạn ạ. Và khi chúng ta chèo thuyền kayak thì chúng ta sẽ tham quan được, sẽ đi vào những cái ngóc ngách ở trên vịnh luôn các bạn. Nhưng hiện tại thì tôi đang là dành thời gian này để mà thực hiện cái review này cho các bạn nè. Nên các bạn hãy nhớ like nhé các bạn nhé. Thì các bạn đang nhìn thấy một con tàu Era, tôi đang đứng ở trên đỉnh của nó đó các bạn. Và các bạn thấy nó lớn không ạ? Con tàu Era Cruise này rất là lớn, là một con tàu 5 sao các bạn ạ. OK, và con tàu này nó dài 70m cơ. Đó, và đây chúng ta đang ngắm nhìn con tàu. OK, chúng ta đang ngắm nhìn con tàu đó các bạn. OK, và tôi đang cho flycam nó bay vòng quanh xung quanh con tàu này để các bạn có thể nhìn rõ cái con tàu này nhé các bạn. OK, bạn thấy không ạ? Đó, đây là toàn cảnh của con tàu Era, và chúng ta đang tiến ra cái mũi phía trước của con tàu này. Bạn cùng xem nè. Chúng ta cùng xem ha, mũi phía trước của con tàu này các bạn. Đó, đẹp không? Con tàu này quá đẹp phải không ạ? Đó,
Và các bạn đang nhìn thấy một số cái thuyền đang chèo kayak các bạn. Đó, người ta đang chèo đó, đang ở phía bên hông của con tàu đó các bạn. Đó, và một số đang đi về rồi. Đó, các bạn thấy không ạ? Tôi đang là, chúng ta đang là bay ở phía trên của con tàu và tôi đang muốn các bạn xem một cách chi tiết và toàn cảnh con tàu này các bạn. Ok, và các bạn đang nhìn thấy ha. Đó, một số hành khách đang di chuyển ở phía trên. Các bạn thấy được phải không ạ? Ok, bạn thấy không ạ? Đó, đây là con Era Cruise nha, tôi đang đi trên con tàu 5 sao này đấy các bạn. Rồi, các bạn thấy không ạ? Ok, và bây giờ tôi sẽ cho flycam nó tiến lại gần để cho các bạn xem này. Ok, xem một số các hoạt động nhá. Đây, một số hoạt động chèo thuyền kayak này các bạn này. Đó, ở trên tàu này các bạn. Đây, đây các bạn, đây một số hoạt động chèo thuyền kayak đang diễn ra trên tàu này các bạn. Đó, rất vui các bạn ạ. Đó, rất là vui ở đây. Chúng ta sẽ tiến ra mũi tàu nhé. Đó, một cái thuyền nữa này các bạn, người ta đang chèo xung quanh con tàu rất đẹp. Rồi chúng ta sẽ lướt qua con tàu này một chút xíu ha. Ok. Đó, các bạn thấy không ạ? Đẹp quá ha. Ok, chúng ta sẽ tiến từ đằng trước ra đằng sau ha. Đây, bạn có thể nhìn thấy này. Đây là chiếc Era Cruise. Và flycam chúng ta đang bay qua mũi của chiếc Era Cruise đó các bạn. Và các bạn đã có thể thấy tôi đang ở phía trên. Hello, xin chào các bạn. Nếu các bạn đang xem video clip này, hãy dành cho tôi một like nhé các bạn nhé. Hãy dành cho tôi một like và đừng rời khỏi màn hình, bởi vì chúng ta đang đi tham quan một chiếc tàu 5 sao ở trên vịnh Lan Hạ, tại phía nam của vịnh Hạ Long. Và chúng ta đang review một cách chi tiết con tàu này và các hoạt động của một chuyến du lịch 5 sao ở trên vịnh Lan Hạ nha các bạn. Và đây là một các du khách đang là tắm biển đó các bạn. Đó, đang là tắm. Đây, và tôi cho các bạn xem nè. Đó, đây. Và mọi người đang là tắm, các hoạt động đang là tắm ở trên đây các bạn. Ha. Và chắc chắn là sẽ mình là người đầu tiên review một cách chi tiết và toàn cảnh cái toàn bộ cái hành trình như thế này các bạn ạ nha. Và nên là các bạn hãy like và subscribe kênh nha các bạn. Ok, mình sẽ review cho các bạn. À, đây các bạn xem này, mọi người đang tắm ở trên tàu này các bạn. À, các bạn thấy ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi khám phá vịnh Hạ Long nhé các bạn. Thì hiện tại một số khách cũng đang đi vào chèo thuyền kayak ở đây các bạn. Và các bạn chúng ta sẽ đi tham quan khám phá cái vịnh Hạ Long này các bạn nhé. Ok, các bạn có thể nhìn thấy đây. Đây này các bạn. Ở đây là có một cái nhà, có một cái gọi là gì nhỉ? Một cái bè là nơi các khách, các hành khách này các bạn. Đó, người ta đang chèo thuyền ở đây là các bạn. Đó, các bạn thấy không ạ? Ok, và chúng ta đang tiến vào khu vực của cái nơi này nha, tập kết, nơi tập kết này. Và các bạn thấy đây có rất nhiều cái thuyền kayak ở đây ha các bạn. Bây giờ để có thể xem một cách là tổng quan hơn á, thì tôi sẽ cho flycam chúng ta nó bay cao hơn nè, để cho các bạn ngắm toàn cảnh cái khu vực xung quanh nha, khu vực xung quanh con tàu của tôi. Và đây là khu vực của Lan Hạ này các bạn. Đó, và các bạn đang nhìn thấy đây là cái khu vực nè, có rất nhiều đảo. Và đương nhiên rồi, vịnh Hạ Long là một nơi mà có rất nhiều đảo các bạn ạ. Nha, có rất nhiều đảo. Đó, ok. Và các bạn đang thấy ở đây ha. Rồi, chúng ta thì chỉ có 30% pin thôi. Đây thì tôi sẽ cho flycam nó quay qua đây thì các bạn nhìn thấy này, cái vẻ đẹp của vịnh Hạ Long này. Đẹp không các bạn? Ok, chúng ta cùng xem nhé, ngắm một vòng nhé. Ok, các bạn có thể thấy ha, rất nhiều đảo ở tại đây các bạn. Các bạn thấy không ạ? Và đằng xa xa kia là một bến tàu gồm rất nhiều con tàu luôn. Và chắc chắn rồi chúng ta sẽ đi tham quan các con tàu đó nha các bạn. Đó, lát nữa chúng ta sẽ đi tham quan các con tàu đó. Đó, các bạn nhìn thấy không? Có các con tàu đang đi ra ngoài vịnh này. Và ở đây các bạn nhìn thấy có rất nhiều tàu. Có một con tàu đang là rẽ sóng kìa. Các bạn nhìn thấy đẹp không ạ? Nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ, vì chúng ta còn 35% pin, tôi sẽ cho flycam nó quay về để rồi chúng ta sẽ đi tham quan một vòng đến các cái cả các cái con tàu kia nữa nha các bạn.
Ok, và bạn có thể nhìn thấy ha, tôi rìa máy, tôi rìa cái máy một vòng để cho các bạn từ từ, để cho các bạn xem là toàn cảnh của vịnh Hạ Long này các bạn. Đó, chúng ta đang xem này ha. Ở một vịnh là vịnh Lan Hạ đấy, nằm trong vịnh Hạ Long nhé các bạn. Đó, và con tàu của chúng ta đang ở khu vực này này các bạn. Đó, đây là con tàu của chúng ta. Còn thấy đẹp không ạ? Ok nha. Đó, và bạn đang nhìn thấy toàn cảnh của cái khu vực này. Đó, bạn đang thấy đây là con tàu Era Cruise 5 sao. Và chúng ta sẽ cất cánh nha các bạn. Giờ đầu tiên là chúng ta sẽ đi. Đây, bây giờ chúng ta sẽ đi vào khu vực mà chèo thuyền kayak nha các bạn. Các hoạt động kayak đang được diễn ra tại khu vực này các bạn này. Đó. Đó, và bạn đang thấy là các hành khách đang là chèo thuyền kayak ở tại khu vực này. Rồi, là tôi sẽ cho flycam nó bay cao hơn nhé, bay cao lên nữa để chúng ta có thể ngắm được toàn cảnh khu vực này nhé các bạn. Ở đây các bạn thấy là đây là toàn cảnh của vịnh Hạ Long nè các bạn. Chúng ta đang bay về phía của ánh mặt trời nên các bạn có thể thấy là chúng ta đang hơi khó nhìn một chút xíu ha, nhưng mà flycam đang bay ở độ cao là hơi 200m nè các bạn. Đó, và các bạn đang thấy là có các cái con tàu, có các con tàu cũng đang ở tại khu vực này các bạn. Đó, có rất nhiều con tàu, và ở đây có các bạn nhìn thấy này, đây là khu vực vịnh Lan Hạ, tức là phía nam của vịnh Hạ Long các bạn. Thì là một trong những cái vịnh rất là đẹp nha các bạn, rất đẹp. Thì vịnh Lan Hạ và vịnh và khu vực vịnh Hạ Long ở phía bắc, tức là ở chỗ phần Tuần Châu ấy, đó là những cái nơi mà các con tàu có cái dịch vụ du lịch, tức là du thuyền, có các cái du thuyền mà như là tôi đang chia sẻ các bạn đây nè, là tôi đang ở trên con du thuyền 5 sao Era Cruise. Và ở xa xa kia các bạn đang thấy một cái khu vực mà có rất nhiều cái tàu ha các bạn. Đó. Và chúng ta sẽ đi lướt một vòng nhá, xung quanh cái khu vực này nha các bạn. Đó. Thì các bạn biết là ở khu vực này á thì nó rất là gió rất là mạnh nha các bạn. Và flycam chúng ta đang bay ở cái độ cao là 400m, và ở cái độ cao này thì chúng ta các bạn có thể nhìn thấy toàn cảnh cái khu vực vịnh này. Và đây các bạn nhìn thấy không? Một khu vực tàu, quá trời tàu luôn các bạn. Và chúng ta sẽ tôi sẽ muốn các bạn sẽ xem toàn cảnh cái vịnh Hạ Long của chúng ta nha các bạn, vịnh Lan Hạ của chúng ta một vòng cái đã, rồi sau đó chúng ta sẽ đi qua khu vực tàu này. Này các bạn nhìn thấy không ạ? Đó, quá đẹp phải không ạ? Đây các bạn xem nhá, đây là toàn cảnh cái vịnh Lan Hạ này các bạn, quá đẹp luôn đó các bạn. Đó, và bên kia cũng là một khu vực có thêm các cái tàu khác nữa là các bạn. Đó, và tàu của chúng ta cũng đang ở khu vực đó đó các bạn. Các bạn nhìn đi, các bạn nhìn nha. Ok, đó, các bạn nhìn nha. Có rất nhiều đảo ở tại khu vực của cái vịnh Hạ Long này các bạn. Ở vịnh Lan Hạ này nha. Ở cái vịnh Lan Hạ thì nó cũng nằm ở trong cái khu vực vịnh Hạ Long thôi, nhưng mà nó có một cái hay cái là vịnh Lan Hạ này á. Đây, giờ chúng ta sẽ quay lại chỗ này rồi tôi sẽ chia sẻ tiếp. Thì vịnh Lan Hạ này á thì nó nằm về phía nam. Đó, và nó cũng có những cái nét đặc trưng riêng. Và tôi muốn các bạn chúng ta sẽ cùng xem cái xem các hoạt động ở tại cái bến tàu này. Chúng ta nhìn thấy là cái khu vực neo đậu tàu thuyền ở đây rất xa đây này các bạn. Đó, và chúng ta đang bay khoảng hơn 1 km rồi nha, khoảng 1 km 3 rồi các bạn ạ. Đó, và ở đây các bạn có thể nhìn thấy các cái con tàu nó đang là di chuyển này các bạn. Con tàu đang neo đậu đây rất là nhiều. Không biết con tàu này của chúng ta có ra khu vực này không, nhưng mà tại đây thì tôi đang thấy rằng là tôi sẽ muốn biết chúng ta đang bay ở trên đâu. Các bạn nhìn này, đây chúng ta đang bay trên cái đảo này các bạn. Đó, phía trên của cái đảo luôn này các bạn. Đó, ok, và rất là đẹp á các bạn. Các bạn thấy đẹp không ạ? Đó, và chúng ta đang bay ra khu vực có các cái tàu thuyền neo đậu, rất nhiều tàu thuyền neo đậu ở đây. Ok, chúng ta sẽ làm một vòng nhá, làm một tour. Rồi, từ đây đến đây là 1.500m rồi, và vẫn đang còn khá là xa cái khu neo đậu này. À, và bạn đang nhìn thấy ha, rất nhiều con tàu đang ở khu vực này. Hôm nay gió thì khá là mạnh đó các bạn. Tôi nghĩ là chúng ta sẽ cũng phải canh, mình sẽ phải canh. Thì nếu mà các bạn đi ra, các bạn nào mà chưa đi tham quan vịnh á thì các bạn nên một lần đi. Và nếu mà các bạn nào chưa đi du lịch với du thuyền và ngủ lại ở trên tàu luôn á, tức là ngủ trên du thuyền của chúng ta luôn đấy, thì các bạn hãy một lần các bạn.
các bạn thấy một lần là ngủ lại trên tàu để các bạn sẽ cảm nhận được cái hơi thở của biển cả, cũng như là cái cảm nhận được cái vẻ đẹp ở tại nơi này. Và các bạn đang nhìn thấy một cái khu vực có rất nhiều các cái tàu du lịch đang ở đây này các bạn. Các bạn theo không ạ? Ok. Đó, khoảng chừng mấy chục con tàu đang ở đây. Và trong đó có những con tàu rất là to. Đẹp không ạ? Rất đẹp không các bạn? Đó. Và chúng ta sẽ lái flycam chúng ta qua bên phải một chút xíu nha. Đó, chúng ta sẽ lái flycam qua bên phải một chút xíu. Đó, các bạn nhìn coi nè. Rất nhiều con tàu đang ở khu vực này. Và bây giờ chúng ta sẽ đi ngắm này. Đó, xung quanh ở trong đây cũng còn có các con tàu khác nữa là các bạn. Các bạn theo. Đó, tôi sẽ muốn các bạn đi xem một vòng. Chúng ta sẽ đi một vòng. Hiện tại chúng ta đang bay với tốc độ là 50 km/h. Và các bạn đang nhìn thấy là ở trong các cái ngóc cách này còn có những con tàu khác này các bạn. Các bạn theo không ạ? Đó, còn có những con tàu khác và chúng ta đang nhìn thấy ha. Đó. Đó, các con tàu được neo đậu ở các khu vực khác nhau trên đây luôn. Các bạn theo không ạ? Đó. Và chúng ta sẽ đi qua cả khu vực này luôn. Làm một vòng nha để cho các bạn nhìn thấy toàn bộ cái khu vực vịnh Lan Hạ này và nơi có các con tàu du lịch 5 sao, 4 5 sao neo đậu ở đây. Và nếu bạn nào mà chưa đi thì các bạn có thể qua cái video clip này các bạn có thể trải nghiệm được. Các bạn có thể có được thêm các thông tin để và tôi khuyên là các bạn hãy một lần để đi ra khu vực Lan Hạ này, vịnh Lan Hạ này. Các bạn sẽ cảm thấy rất là tuyệt vời đấy các bạn. Rất là đẹp, rất là thích thú các bạn ạ. Tôi cũng không biết phải nói như thế nào đâu nhưng mà đẹp lắm. Và nói là đẹp, cực kỳ đẹp luôn các bạn. Ok, và tôi đang tiến ra một cái khu vực có con tàu này. Có tàu ở đây. Đó, và các bạn thấy là xung quanh tàu của tôi ấy, khu vực này là liên tục có các cái tàu. Bởi vì đây là một cái nơi mà lưu trú, các nơi mà tất cả các con tàu đều neo đậu ở khu vực này các bạn. Đó, các bạn thấy không? Đây, chúng ta đang nhìn thấy trước mặt. Battery level is low. The aircraft will go to the home point in 10 seconds. Báo là chúng ta đang sắp hết pin nữa mà. Nhưng mà không phải. Ok. Thì các bạn đang nhìn thấy ở đây là một cái làng chài này. Các bạn thấy một cái làng chài không ạ? Ok. Ok. Rồi giờ các bạn nhìn này. Và flycam đang cách chúng ta là 3 km các bạn. Ok, 3 km rồi đó. Đây. Và các bạn chỉ nhìn coi là chúng ta đã bay như thế nào. Các bạn nhìn này. Ở đây nó có một cái ốc nữa này. Một cái ốc đảo giống như một cái nó ở trên phía trên của đây. Các bạn nhìn coi này. Ở phía trên giữa cái biển và nó có một cái nó có giống như là một cái khu riêng biệt luôn nè. Wow, đẹp chưa, thích chưa? Tôi thấy rất là tuyệt vời luôn. Và các bạn biết không, lúc mà về là flycam ta nó sẽ bay ngược gió đó các bạn. Đó, và các bạn nhìn coi này, đây nó có một cái đảo, nó độc lập hay quá ha. Đấy, nhưng mà tôi không thấy có thuyền nào ở trên đây cả. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại nhìn này, các bạn sẽ nhìn coi. Và tiếc là chúng ta lại bay cái này thì chúng ta lại bay ngược với ánh mặt trời rồi, nên chúng ta sẽ không có nhìn thấy rõ ha các bạn. Ok, để tôi sẽ có cách nào đó để mới có thể nhìn nó rõ hơn không. Ok, và flycam nó đang bay quay trở lại. Kia chính là cái khu vực của tàu của chúng ta này các bạn. Đó, và các bạn có thể nhìn ha. Đứng ở đây thì các bạn có thể nhìn lại, các bạn có thể thấy là những con tàu mặc dù nó to thế mà đưa vào trong cái khung cảnh thiên nhiên thì nó nhỏ tí tí à. Vậy thì chúng ta mới thấy là thiên nhiên nó rộng lớn và to lớn biết bao phải không ạ? Và dành cho chúng ta rất nhiều ưu đãi. Và nếu mà các bạn mà ở trên những con tàu rồi các bạn có cái trải nghiệm nữa thì các bạn ngủ nghỉ ở trên những con tàu này thì các bạn mới thấy nó thích các bạn ạ. Thật sự là khi mà tôi mô tả cho các bạn như thế này thì cũng chỉ là một phần thôi, nhưng mà khi các bạn ở trên những con tàu các bạn được trải nghiệm và các bạn có những cái khoảng thời gian mà ở trên đó thì các bạn mới thấy nó sướng. Ok, các bạn mới thấy thích các bạn ạ. Ok, bây giờ tôi sẽ cho flycam nó tiến về phía của chúng ta một chút xíu ha. Rồi. Rồi, và đây chính là khu vực tàu của chúng ta đang neo đậu. Thì trong cái hành trình này thì tôi cũng sẽ liên tục chia sẻ cho các bạn ha. Các quang cảnh. Thì đây là cái nơi neo đậu đầu tiên của tàu của chúng tôi thôi. Thì chắc chắn là chúng tôi sẽ còn đi đến những cái khu vực khác nữa và tôi sẽ có thêm những cái chuyến bay để review toàn bộ cái khung cảnh ở xung quanh cái khu vực này cho các bạn để các bạn xem. Đó, đây là cảnh hoàng hôn nhé, hoàng hôn trên vịnh nhé các bạn. Ok, đó, một lần nữa chúng ta ngắm cảnh hoàng hôn trên vịnh này, đẹp không ạ? Các bạn có thấy đẹp không ạ? Không biết các bạn thấy sao chứ tôi thấy rất là đẹp.
Thật sự tôi thấy rất là đẹp luôn các bạn. Các bạn có thấy không ạ? Chúng ta thấy đó, các bạn có thấy đẹp không ạ? Không biết các bạn thấy thế nào nhưng tôi thấy rất đẹp ạ các bạn. Ok, và flycam đang ở phía trên đầu của chúng ta rồi. Và chúng ta có lẽ chúng ta sẽ đứng ở đây để chúng ta xem cái cảnh hoàng hôn này các bạn. Đẹp quá phải không ạ? Đó, các bạn thấy đẹp không? Và các con tàu đó đang quay về bến này các bạn. Đó, đang quay về chỗ nghỉ này. Đó, và chúng ta đang bay ở trên tầng mây luôn này các bạn. Đó, và các bạn thấy hoàng hôn đang là trải xuống trên vịnh, là một cái khung cảnh rất là đẹp. Và khi mà chúng ta được đứng ở trên cái du thuyền và sau đó là chúng ta lại ngắm cảnh hoàng hôn ở trên du thuyền nữa thì các bạn biết không, là tuyệt vời lắm. Tôi qua cái video clip này các bạn cũng có thể hình dung được một phần thôi ha. Tôi hy vọng là các bạn có thể hình dung được một phần. Nhưng nếu mà các bạn mà ở trên chiếc du thuyền rồi trên có mặt trực tiếp ở đây mà các bạn ngắm nhìn như là tôi cái góc nhìn của tôi đang nhìn đây này thì các bạn sẽ thấy là tuyệt vời biết là bao. Tôi hy vọng là các bạn sẽ có cái dịp mà các bạn sẽ ra ngoài, đây là chỗ Lan Hạ nha các bạn, vịnh Lan Hạ nha, thuộc Hải Phòng đó các bạn. Ở Hạ Long thì nó có hai cái vịnh, một cái vịnh Lan Hạ và một vịnh là vịnh Hạ Long. Đó, ở phía trên. Đó thì một cái vịnh Lan Hạ thì sẽ đi từ hướng Cát Hải Hải Phòng, còn các bạn muốn đi ở cái khu vực vịnh Hạ Long ở phía trên á thì chúng ta sẽ đi từ Tuần Châu nha các bạn. Đó, và mình cũng sẽ có những cái chuyến mình sẽ có cái chuyến để review cho các bạn ở du thuyền 5 sao tại Tuần Châu, đi từ vịnh đi vịnh Hạ Long và đi xuất phát từ Tuần Châu cho các bạn xem. Và các bạn thấy ở trước mắt chúng ta là cái nơi neo đậu tàu thuyền để nghỉ đêm trên vịnh, và ở đây đang có hơn chục con tàu đó, mười mấy con tàu đang ở đây các bạn. Đấy. Và một khung cảnh quá đẹp đi, các bạn thấy đẹp không ạ? Tôi tin là các bạn sẽ thấy đây là một cái khung cảnh rất là đẹp. Đó, ok. Đó, một khung cảnh rất là đẹp mà chắc chắn là các bạn sẽ không thể tìm ở nơi nào khác đâu các bạn. Đây thì tôi tin là các bạn sẽ rất là thích, cực kỳ thích luôn các bạn ạ. Đẹp lắm. Tôi không biết phải mô tả thế nào đâu. Đó, mà các bạn chỉ có thể, các bạn ở đây thì các bạn mới có thể cảm nhận được. Và tin chắc là các bạn cũng sẽ có cái cảm nhận giống như tôi thôi.